khi Thăng Long bị dùng ứ tại cửa khẩu không thể xuất sang Trung Quốc, thì câu chuyện của vua bánh mì Cao Siêu Lực, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bánh kẹo Á Châu ABC, thành công với việc sản xuất bánh mì từ trái thanh long đã khiến nhiều người ngã mũ. Không chỉ là việc ông sáng tạo mang đến cho người tiêu dùng một sản phẩm mới lạ, ngon và độc đáo, mà đây còn là cách ông Cao Siêu Lực giải cứu thanh long, loại nông sản đang bị ách tại cửa khẩu Trung Quốc do ảnh hưởng của dịch Corona. Từ chuyến công tác về Vĩnh Long, sau nhiều ngày miệt mài nghiên cứu, thử nghiệm, đến nay, ông Lực không chỉ thành công với bánh mì baguette thanh long, mà còn nhiều sản phẩm khác như bánh thanh long khoai môn, bánh thanh long phô mai, bánh kem thanh long và dự định nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm bánh từ thanh long ruột đỏ và nhiều loại nông sản khác. Hiện bánh mì thanh long đã có mặt tại cửa hàng ABC Bakery Nguyễn Trãi và Đầm Sen với giá chỉ 6.000 đồng một ổ. Trong thời gian tới, mỗi ngày, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bánh kẹo Á Châu dự kiến sử dụng 200kg thanh long để sản xuất bánh, cung cấp hàng ngàn sản phẩm cho thị trường. Không giấu nghề, vị vua bánh mì muốn chia sẻ rộng rãi công thức làm bánh từ thanh long đến những cơ sở sản xuất bánh khác, góp phần vào việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người nông dân. Hôm nay cái chủ đề của mình á, toàn bộ là thanh long. Thì thanh long 100%, thì mình ngô dịnh xay, xay xong xuôi rồi để vô bịch để đông lạnh. Vậy là mình cần bao nhiêu mình đưa vô. Hiện nay cái phần thanh long này á, nó là chất lỏng, tôi lấy qua hòa chung với nước hồ lồng, cái màu sắc rất là đẹp. Đẹp tự nhiên của nó luôn, mà mình cảm thấy là sử dụng được cái phần thanh long này á, hoàn toàn là cái màu thiên nhiên. Lúc đầu tôi đem về tôi tăng thử á, thì mới phát hiện của nó có độ chua, rồi nó đồng thời nó có ngọt thiên nhiên của nó. Cái độ chua này á, thì nó do là nó ăn màu rất là lẹ. Vậy là tôi biết được trong xuôi á, lần thứ hai nữa tôi phải điều chỉnh lại cái muối, cái bé lên cái phần độ pH của nó. Mình phải bỏ bao nhiêu đường, bao nhiêu sữa, bao nhiêu trứng, bình dương bơ cho nó phù hợp cái phần khẩu vị của mình. Thành ra là một cái không có gì hết, xong xuôi mình phải chế biến làm sao cho nó ngon. Đó là một cái bản lĩnh của người thợ bánh. Thăng Long cũng làm ra bánh kem luôn. Vậy là cái phần ổ bánh này là toàn bộ là những bánh kem ở phía ngoài cũng là Thăng Long. Thăng Long đây. Bây giờ mình làm ra Thăng Long. Giờ Thăng Long ngoài ra vậy là mình làm ra bánh kem, xong xuôi là làm ra bánh mì nữa. Bánh mì hồi nãy quý vị thấy được là mình làm bánh mì bằng thanh long như thế này. Rồi bánh mì thanh long không có vị, vậy là mình để thêm có phần phô mai vô, thế nó bùng nổ ra giống như núi lửa. Thành ra mình có đặt tên là cho bánh mì thanh long núi lửa. Có một số hỏi giá cả làm sao, thì nói hiện nay là một ổ giá cả cũng 6.000 thôi, cũng phải là mắc. Mình là nhà sản xuất, cũng là một cái R&D chuyên môn khai thác nghiên cứu sản phẩm mới, thì nên nghĩ rằng nông sản của Việt Nam mình có cái gì ưu thế, có cái gì nhiều, thì mình lấy cái đó làm mà phát huy của mình. Bản thân tôi có niềm tin tôi sẽ lấy một số sản phẩm tạm thời thôi, mà thời gian chỉ có là 4-5 ngày, tôi sẽ lấy một số sản phẩm này bơ thanh long rồi khoai môn làm ra bao nhiêu sản phẩm, mà tôi nghĩ rằng có cho thời gian tôi 2 tháng nữa, tôi nghĩ là bên này là gấp mấy lần cái sản phẩm mới. Vậy là Việt Nam cũng có một cái tiêu thụ được một số nông sản của Việt Nam nữa. Đánh giặc Corona, ngày nghĩ là sung kích, thể quyết thắng đại dịch, hòa chung một bài ca. Đánh giặc Corona, vì hạnh phúc chúng ta.